Chúng con xin hân hoan tất chào tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em, quý tu sĩ nam nữ, quý linh mục đã đến với chương trình Phụng vụ Thánh do Trung tâm Mục vụ Đa Minh của các cha Việt Nam, Đa Minh Việt Nam tại Hà Nội phụ trách. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục đi vào cái chương trình bí tích rửa tội. Ngày hôm nay chúng ta nói về bí tích rửa tội, nhưng mà không phải chỉ là một mớ những kiến thức giáo lý là chúng ta hỗn độn ở trong đầu của chúng ta, nhưng mà chúng con thật sự là mong muốn rằng trong bí tích rửa tội nó liên quan gì, nó connect gì, nó gọi là nó nối kết với cuộc đời thường của chúng ta. Thành ra là chúng con cũng thấy rằng trong những ngày thật là hợp lý, Chúa thương an bài mà chúng ta có được những ngày Tết cũng đang đến dần. Bởi vậy nên chúng con cũng trong ngày hôm nay chúng con cũng muốn dùng bí tích rửa tội để nhắc nhở đến làm thế nào để bí tích rửa tội nó liên quan đến những ngày Tết, ngày tư của mỗi người chúng ta. Thành ra là chắc chắn là chúng con xin được hân hoan giới thiệu đến tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em, một người đồng hành với chúng con và một là linh hồn của chương trình Phụng vụ Thánh đúng hơn, đó là cha bề trên của chúng con, cha Giuse Đinh Văn Nghị. Dạ thưa, con kính chào cha xứ, kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Là như cha xứ Thiên Ân vừa nói là con rất là phấn khởi. Dạ vâng cha. Bởi vì khi chúng ta nói về bí tích rửa tội, nhiều khi như cha nói đó là mình chỉ nói về vấn đề đạo lý, có thể nó khô khan. Yeah. Nhưng mà qua cái dịp này chúng con xin kính mời quý cụ, kính bà và anh chị em nhìn bí tích rửa tội từ cái góc cạnh của cuộc sống. Yeah. Thường nhỉ. Như kỳ này chúng ta đang là dịp ăn Tết. Lần trước mình đã nói vấn đề ăn rồi dạ. Dạ vâng. Là nhớ bánh chưng, bánh dày luôn tôi cả. Bánh dày. Nhưng mà con thấy rằng người Việt Nam mình đó ăn không chưa đủ. Vâng. Mình bao giờ nói rằng đời sống phải là ăn mặc. Ăn mặc. Đúng không? Đúng rồi. Do đó đó thì khi mà con nhìn bí tích rửa tội mà khía cạnh ăn mình đã nói rồi. Dạ vâng. Bây giờ sang vấn đề mặc thì con thấy rất có ý nghĩa thưa cha. Rất là hợp phù hợp. Rất là hợp phù hợp. Tại vì người ta nói gì y phục sánh kỳ đức. Kỳ đức. Thưa cha. Đúng rồi. Đúng. Chiếc áo không làm nên người tu, nhưng người ta qua những đau tạo ta biết chúng ta là ai. Đó. Dạ vâng. Vì vậy chi này cha có nhớ không? Ngày xưa khi mà cái mùa vọng đó. Dạ vâng. Thì cha có nói về gọi là Chúa Nhật màu hồng không? Vâng, con nhớ cho Chúa Nhật màu hồng, vâng. Con bảo đảm rất ít người, cha với con thì biết rồi, vì con thấy cha giỏi. Còn con thì không giỏi mấy, nhưng mà con đọc sách. Dạ vâng. Đố cha biết là ngoài bí tích toàn Chúa Nhật màu hồng rồi, nó còn ngày Chúa Nhật rất đặc biệt nữa. Dạ vâng. Hay con nói luôn để khỏi mất thì giờ, nó gọi là Chúa Nhật áo trắng, cha biết không? Chúa Nhật áo trắng. Thường thường mình mặc áo trắng là lễ phục sinh, mình mặc áo trắng. Đúng. Những rồi. Cái lễ này lễ kia, lễ kính, lễ thánh, đời đồng trinh, đời thánh chiến sĩ mà không phải tư đạo. Dạ vâng. Thì ta mặc áo trắng hết. Nhưng mà ngày Chúa Nhật này, Chúa Nhật này là Chúa Nhật người ta gọi đặc biệt là Chúa Nhật áo trắng. Vâng. Đó. Lý do là bởi vì lý do rất đơn giản là cái ngày hôm đấy đó là cái Chúa Nhật mà bát nhật sau lễ phục sinh. Dạ, nhớ không? Lễ phục sinh xong rồi. Vâng. Thì đến cái Chúa Nhật mà trong tuần bát nhật đó, dạ, Chúa vâng. Nhật sau đó, dạ, vâng. Người ta gọi là Chúa Nhật áo trắng. À, là bởi vì ngày hôm đấy những người tân tòng mà đã được chịu phép rửa tội vào đêm phục sinh đó, dạ, vâng. Là được mời tới nhà thờ. Dạ, vâng. Phải không? Vâng. Rồi thì họ chính thức ngày hôm đó họ đến như là một giáo dân bình thường rồi. Yeah. Nhưng mà tất cả ngày hôm đó họ mặc áo trắng hết. Yeah, vâng. Áo trắng mà họ đã đánh nhận vào cái đêm phục sinh đó. Yeah, vâng. Đó. Thì khi mà chịu phép rửa tội thì họ được trao tấm áo trắng. Đó. Và cứ tiếp tục như vậy cho đến cuối tuần bát nhật. Thì các khi mà sau lễ này, yeah, thì các anh chị em tân tòng đó mới được rửa tội đó, dạ, vâng. Thì từ đó trở đi họ mặc áo thường phục đến nhà thờ, dạ, vâng. Đấy, chứ còn không mặc áo trắng nữa. Wow. Do đó Chúa Nhật này gọi là Chúa Nhật áo trắng. Áo trắng. Có nhiều người thì làm cho nó kỹ hơn, người ta bảo Chúa Nhật này là Chúa Nhật cởi áo trắng. Dạ. Mặc áo phần cởi áo nguy hiểm nhưng mà phải nhớ mặc áo vào. Thì vẫn thường cứ cùng bà và anh chị em nên chúng ta vừa nghe cha Nghị nói là chúng ta thật sự giáo sư Đức Mẹ Lâm Vàng con chưa bao giờ làm chuyện đó. Mặc dù cái việc chúng con chào áo trắng thì có chào áo trắng cho cái người đó, nhưng mà nó là một cái dây giống như cái stola vậy đó. Yeah, yeah. Nhưng mà có lẽ là con thấy cái hình ảnh nó cũng hay cha, cái đó cũng là một cái điều mà con ít để ý đến, nhưng mà hôm nay cảm ơn cha đã nhắc nhở là
Chủ nhật sau khi mà tức là bây giờ hay gọi là Chủ nhật lòng Chúa thương xót đó, thầy. Chúa thương xót đấy. Đúng rồi. Thứ hai đó là Chúa thương xót. Vâng. Vâng. Thành ra là chúng ta sẽ có áo mới, bởi vậy nên khi ngày Tết cũng vậy. Vâng. Là ngày Tết cho dù chúng ta nghèo cỡ nào thì nghèo nhưng mà chúng ta vẫn có phải có áo mới, bởi vậy nên biết tiết rửa tội lại một lần nữa khi Tết chúng ta mặc áo mới, chúng ta nhớ đến cái áo trắng. Hôm nay cha nghĩ cũng mục đích muốn là chúng ta nhớ đến cái áo trắng mà chúng ta đã từng nhận được rất là mới khi chúng ta là nhận biết tiết rửa tội, đúng không thưa cha? Cho thì cha đúng là khi mà ăn Tết á, là thường là không cẩn thận thì mình chỉ nghĩ mặc cái áo theo cái khía cạnh thực dụng thôi. Dạ vâng. À, cái thực dụng. Nhưng mà khi mà cái người mình đi nghĩa của nó. Ý nghĩa. Dạ vâng. Bởi vì cái áo quần ngoài có tính cách thực dụng ra, nó còn có tính cách biểu tượng nữa. Dạ vâng. Ví dụ như là mình mặc mặc cho mình trao áo trắng cho các anh chị ăn tân tầm, nó hoàn toàn có tính cách biểu tượng. Dạ vâng. Nó mang cái ý nghĩa. Bởi vì khi mà mặc áo trắng vô thì nhắc nhở cho anh chị em là anh chị em đã được ơn sủng của Chúa Giêsu Kitô, đã được đón nhận cái sự sống mới trong Đức Giêsu Kitô, là lúc đó là anh chị em trở về sự tinh sạch nguyên tuyền của nhân loại trước khi nguyên tội phạm tội. Đó, cho nên làm chi mà khi mà mặc áo trắng như vậy thì nó hoàn toàn nên nhắc nhở cho con người mang cái ý nghĩa đó. Dạ vâng. Và nhớ được mình cái ý nghĩa mình mặc áo như vậy mà nó thúc đẩy con người của mình sống xứng đẹp, tốt đẹp hơn. Vâng. Con nghĩ rằng về vấn đề mà chúng ta làm việc mục vụ mà chúng ta thiếu giáo dục. Dạ vâng. Dân Chúa và đặc biệt những anh chị ở tân tầm, cái đó có thể phiền đấy chứ. Dạ vâng. Là bởi vì cái lúc mà mặc áo trắng như vậy thì luôn luôn nhắc nhở là chúng ta mặc lấy thiên tính Chúa Giêsu. Dạ vâng. Là mặc lấy sự sống của Chúa Kitô. Vâng. Và ngay các thiên thần cũng vậy, cho nhớ không? Các thiên thần là những người thuộc về Chúa. Dạ. Rất con thấy ít khi có những cái ảnh thiên thần mà màu sắc rực rỡ. Dạ vâng. Nhưng mà hoàn toàn các ngài mặc áo trắng. Vâng. Vì ngài gần với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu quá. Ừ. Đấy, cho nên là chỉ cái việc trao áo trắng cho người mới được rửa tội đấy, diễn tả cái điều mà Chúa Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Galatia chạ. Dạ vâng. Là con nhớ chương 3 thì phải. Vâng. Là anh em đã mặc lấy Đức Kitô. Vâng. Đấy. Vâng. Dạ. Vâng. Vâng. Cảm ơn cha rất là nhiều. À, trong khi cha đang nói đến cái cụ mà bạn chị em về cái ý nghĩa của chúng ta mặc lấy chiếc áo trắng thì con lại nhớ đến khi ở Việt Nam thưa cha, kính thưa quý cụ mà bạn chị em sau những năm 75 nghèo lắm cha ơi. À, cha còn nhớ là hầu như cha rời Việt Nam năm bao nhiêu rồi nhỉ? Cha chưa còn năm 80 ạ. À. Năm 80, vậy là và cha vẫn có thể cha nhớ được cái giây phút đó. Hầu như có những cái Tết đó cha, mà cha mẹ đó mà nghĩ đến mà việc mà may áo mới cho con cái, quần áo mới cho con cái là coi như là người đó là gầy rọt đi luôn thưa cha. Tại vì mắc lắm, đâu có phải là dễ mà có được một cái bộ quần áo mới cho con cái mà. Mà Tết nhất đó là mà chúng con không có quần áo mới, con không dám ra đường. Phải ra đường bằng một cái bộ quần áo mới. Thì ngay cả khi chúng ta nhận lấy cái áo trắng, nó không phải chỉ là như cha nói một cái biểu tượng, nhưng mà chúng ta thật ra cha mẹ chúng ta phải trả tiền cho chúng ta đi làm rất là vất vả, mồ hôi nơi nước mắt để có được bộ áo quần mới cho con cái. Thì Chúa Giêsu cũng vậy, không phải để tự nhiên mà có một cái áo trắng đẹp như vậy đâu. Ngài đã trả phải bằng giá máu của Ngài, đã đến trần gian chịu cực khổ, chịu đóng đanh, bị bách bố đánh đanh, rồi hành hạ vân vân và chịu chết nữa, rồi phục sinh, rồi sau phục sinh của Ngài mới có được chiếc áo trắng, đúng không thưa cha? Thì ra những cái lời cha nói đó thì làm cho con bắt đầu rất là xúc động. Con thấy. Thật ra khi xúc động cả cha nói con mới nhớ. Thì cha không con không có ấy đâu ạ. Nhưng mà bởi vì như cha nói đó, cha bảo rằng cái thời kỳ sau 75 mới gặp khó khăn. Nhưng mà thực sự gia đình con là sống dưới quê ấy cha. Là hoàn toàn suốt cả đời bố mẹ con đều như vậy hết. Như chúng con khi còn nhỏ đó thì mong sớm tới ngày Tết để bố mẹ cho được bộ quần áo mới. Dạ vâng. Mà quần áo mới thì nói đúng, nếu so tới bây giờ thì chắc là thằng bé già. Là bởi vì bố mẹ con cứ nhìn con xong rồi quay sang nói bố con bảo cái thằng này nó ăn cái gì mà nó lớn như thổ vậy. Dạ vâng. Chứ vậy là tấm áo mới thì có mới. Dạ vâng. Và nó còn mới là chi nó đẹp. Dạ vâng. Nhưng mà nó rộng thùng thình ra. Dạ vâng. Để trong năm đó. Vâng. Và còn có chỗ. Vâng. Nhưng mà con thấy là như cái điều cha nói đó thì đúng là như vậy. Dạ vâng. Thì khi mà mặc cái áo như vậy
thì mình thấy rằng cái tấm áo nó có tính cách rất bảo tượng. Để biểu tượng ở cái chỗ là mình nhìn thấy cái công lao cha mẹ, cái lòng của cha mẹ. Và đồng thời nữa, khi mà mình mặc lấy cái áo như vậy thì trong năm đó, mình chỉ có một bộ hoặc là hai bộ thôi, thì luôn luôn nhớ rằng áo rách chăng nữa, bởi vì mặc thì nó phải rách, mà áo rách chăng nữa thì phải giữ lấy nề lệ. Đấy, cái về về mặt phải cho nó có nề nếp, nó đúng với cái kiểu của nó. Cho đó thì con nghĩ là xét về phương diện Kitô giáo, thì khi mà chúng ta mặc cái áo trắng trong cái kỳ rửa bí tích rửa tội như này đó, là chúng ta không phải là chỉ nói về cái con người của chúng ta lúc đấy đã được rửa tội, là mặc thiên tính của Chúa, nhưng mà là cái lời mời gọi để chúng ta sống cái thiên tính đó bằng việc sống nhân đức. Như ông Thánh Phaolô mới biết rằng anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, được hiến thánh và được yêu thương. Đấy, đấy là cái khi ta mặc áo trắng nó đúng có cái đó. Nhưng mà cái phần sau, ví dụ như là nhà mình nghèo đó cha, thì mình phải hướng vào trong năm. Đấy, thì bảo rằng anh vì thế anh em hãy có lòng thương cảm nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại. Đấy, như vậy có nghĩa là cái quan trọng nữa là mình giữ cái tấm áo trắng của mình. Và cũng giống như bố mẹ con bảo chứ, giữ gìn quần áo. Con ngày xưa những người nào mà nói bậy, nó bảo cha nhà nghèo nó mặc quần rách thì lấy đầu mua nữa, thì bảo con cái phải rất cẩn thận. Nhưng mà con nghĩ cái tính cách phải sâu hơn. Tức là cho con cái luôn luôn nhớ lại cái việc mình chỉnh chương với quần áo, chăm sóc quần áo, để mà sống cái tình mà cha mẹ trao cho mình qua cái quần áo mới của chúng ta đấy, thì chẳng. Vâng, rất là chính xác, kính thưa quý của quý bà và anh chị em. Như chúng ta đã biết, không phải qua cái việc đấng ta mặc áo trắng rất là chút. Xưa nay chúng ta hay để ý đến khi tôi được rửa tội thì tôi sạch tội tổ tông, để tôi trở nên tinh quyền, không phải. Nhưng mà đằng sau đó, cái áo trắng đó chúng ta mặc vào để chúng ta mặc lấy Chúa Kitô. Và Chúa Kitô là đấng yêu thương chúng ta và yêu thương cho đến cùng, và không phải yêu thương nhẹ nhàng đâu. Yêu thương cho đến chết, mà Ngài đã chết vì yêu thương của chúng ta. Và vậy nên những ngày Tết, ngày tư này, chúng ta mặc được áo mới, chúng ta đừng dừng ở lại cái quần cái áo mới, nhưng mà nghĩ cho đến công lao của cha mẹ của chúng ta vất vả hàng năm để cho chúng ta có một bộ quần áo mới. Nhiều khi mánh mùng lắm cha, lấy cái quần áo của người anh đưa cho người em, đấy nó mới đối với mình, nhưng mà nó cũ với ông anh rồi, có không? Có chứ. Nhưng mà mình có cảm thấy vui, miễn sao mới đối với mình được rồi. Tại từ nhỏ thì mình đâu có được cái đấy đâu, bây giờ mình có. Nhưng mà nói chung là ngày Tết là phải vui, biết tết rửa tội là chúng ta cũng phải vui. Được không? Con thấy như cái điều cha nói như vậy đó, thì con thấy rất là hợp với ý nghĩa mà khi mà con lớn lên, khi mà đã làm linh mục rồi, thì bố con đó thì càng già thì chả làm được gì nhiều nữa. Thì cha bố con về, con về con thăm bố con, thì luôn luôn bố con nói về cái văn hóa Việt Nam cho mình. Thì ông mới bảo rằng dĩ nhiên ông ấy y phục xứng kỳ đức, ông phải nhắc nhở con hoài để cha biết con bị bối tới đâu rồi. Nhưng mà cái mà quan trọng hơn, ông mới bảo rằng nhiều khi mình mặc quần áo đó không phải để cho người khác. Mình mặc quần áo mới vào ngày Tết không phải để xe xua là mình hơn người này người kia. Nhưng mà cái ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta mặc quần áo mới thì chúng ta mang cái sống cái biểu tượng, sống cái ý nghĩa là chúng ta từ giã cái cũ, từ giã năm mới để chúng ta chào đón cái mới. Chúng ta bước khỏi cái thời gian cũ để chúng ta bước vào cái thời gian mới. Và cái sự mới này là ở trong thiên nhiên nó mới. Và cái thiên nhiên đó, người ta bảo rằng như cái văn hóa châu mình bảo chứ, nhân linh tiểu vũ trụ. Có nghĩa là trong con người của chúng ta là nó là một phần của vũ trụ. Hành chi để khi mà cái vũ trụ xung quanh chúng ta mới sống trong cái tiết mới, cái thời gian mới, thì chính con người của chúng ta cũng bắt đầu sống cái mới. Tức là cái mới đó, nó không phải là do cái người ngoài cho vào, nhưng mà cái sức sống trong con người của mình nó làm cho con người mình đổi mới. Khi mà mặc quần áo và Tết mới đó, là chúng ta phải nhớ cái đó, là sống cái mới mẻ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta đồng hành với vũ trụ
làm đổi mới cuộc sống của chúng ta như vậy đấy. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Đúng mà ngay như là Chúa Giêsu đã nhắc nhở là rượu mới phải bỏ vào bình ra mới, không thể nào mà bởi vậy nên nhiều khi bước vào năm mới rồi nhiều khi chúng ta lại như con bò thế chứ, cứ nhai đi nhai lại những cái chuyện cũ, nhiều khi những cái hiểu lầm rồi những cái khúc mắc của chúng ta không có gạt bỏ đi mà chúng ta cứ sống với cái những cái cũ là không đúng thế chứ, mà không đúng không thực tốt. Sự đó thì con thấy như cái mà văn hóa của mình đó thì có nhiều người bảo chứ nếu mà như vậy thì con nên chọn quần áo như thế nào, con nên đeo trang sức không, các bà đi nhà thờ con nên đeo những cái của này của kia không, mắc tiền không, nhỏ nhỏ mắc thì nó tùy đấy chả. Nếu mà mình mang cái đó để mà khoe thì cái đó mình tự hại giá này. Nhưng mà cha mình có cái hay lắm chả, bố con bảo với chứ nhiều khi rồi cái răng cái tóc và cái góc con người mình phải chăm sóc. Cái quần áo nó có thể giúp con người mình nó tự tin lắm. Cái đó là nó giúp cho mình. Cái thứ hai nữa là như cha ăn mặc chỉnh chu rồi con bắt đầu, cha thấy con bắt đầu bắt chước đấy. Là khi mà mình có thể hòa với người khác, nó đồng điệu, nó làm cho bầu không khí nó hân hoan tốt lành hơn. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa thì cha là cái quần áo nó cũng giống như là ngọc. Khi mình đeo trang sức, đeo cái ngọc thì những người ta bảo rằng cái ngọc ấy, nó có cái tính ôn thuận, nó có khả năng nó dưỡng tâm cho người đeo đó. Vì vậy chi là như cái người mà Á Châu, con thấy sang Á Châu đó, sang đặc biệt sang Thái Lan, người ta hay đeo bùa. Cái đó là mê tín. Nhưng mà tự nhiên cho đeo những cái mà gọi là ngọc ngà vô thì nó làm cho cái tâm mình nó tích đi chứ. Đấy. Thì khi mà cái ông sư nhà Phật đó là họ ấy đeo các cái mandala để đây này. Và con thấy được rất là có ý nghĩa. Do đó nó thì nói chung lại đó thì khi ta ăn mặc và khi ta trang sức thì ta nên nhớ rằng cái quần áo hay cái mặc đó nó làm theo kiểu giúp cho con người nó được tăng tiến, nó được đổi mới cùng với vũ trụ. Đấy là cái lúc, và do đó thì con nghĩ rằng trong cái những ngày tới này, gọi cho ca cha, con nghĩ là cho nên cổ võ các bà các ông đều mặc quần áo đẹp, không là quần áo đẹp, đặc biệt là áo dài và mang tất cả những gì mà cần thiết mang, mà ngay mình thì lại không mang ngọc nhưng mà mang chẳng hạn, mang chẳng hạn mỗi lần người ta dùng chẳng hạn ta cầu nguyện này kia đó, nó cũng thay đổi cái tâm tính của chúng ta. Bởi vậy nên chúng ta mặc cái gì, mang cái gì quan trọng không? Vâng, như là cha nghĩ đã nhắc nhở, rất quan trọng. Thành ra Tết nhất con phải, đã nói vậy, con phải chuẩn bị ủi quần áo để mặc quần áo mới trong những ngày Tết, ngày Tết sắp tới rồi. Thứ ba tuần tới là bằng giờ này là mùng 1 Tết rồi. Ôi, mà cha phải chuẩn bị gì? Dạ, nhớ chải đầu rồi. Dạ, hôm nay là chỉnh chuông rồi. Thấy là tóc tai là coi như là rất là chuẩn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Đôi lúc cha lên là cha cứ để cái đầu loạt xòa, con ngại lắm. Dạ. Mà không dám nói thôi. Dạ. Mà trong lòng con không được vui. Dạ. Không được bảo lời chú Đức và bà anh chị em. Và kính thưa quý cụ và bà anh chị em, ăn mặc thì đừng xe xua quá, tại vì người ta sẽ ghét mình cho về cái vấn đề xe xua. Chẳng ai thích chúng ta xe xua cả, nhưng mà ăn mặc cho nó đàng hoàng, chỉnh tề, chỉnh chu vẫn là một cái phong cách của một cái người công giáo của chúng ta. Trông nó vậy nhưng mà thật sự là chúng ta cần phải giữ nó. Nó không có dễ mà nó cũng không có khó, nhưng mà nó cũng không phải là dễ đâu, để chúng ta giữ được cái tác phong của chúng ta trong, nhất là trong những ngày Tết, ngày Tư, hay là chúng ta mới vừa đã nhận thời tiết rửa tội. Vâng, quý cụ, quý bà và anh chị em, có lẽ bây giờ chúng ta đã nói xong vấn đề mà khi mà được rước lễ, khi được rửa tội thì chúng ta được trao một cái tấm áo trắng ở trong ngày như vậy, được mặc áo mới, đó là mặc lên Chúa Kitô. Trong những ngày Tết còn có điều gì cha muốn nhắc nhở nó liên quan đến bí tích rửa tội của chúng ta nữa, thưa cha? Thưa cha, ngoài cái vấn đề mà mình nói đã mặc rồi đó thì cũng trở lại về vấn đề ăn một chút. Dạ vâng. Là bởi vì con nghĩ rằng cái ăn cái mặc nó đi liền với nhau. Dạ vâng. Mà không cẩn thận đó là nhiều khi đó là mình mặc mình mặc đồ cưới là bởi vì mình muốn vui với người ta. Còn không cẩn thận á là đời sống ích kỷ, nó ích kỷ từng giây từng phút. Dạ vâng. Mình lợi dụng những cơ hội để mà khoe của. Dạ vâng. Hoặc là khoe sắc. Dạ vâng. Hoặc là để làm nhục những người khác, lỗ bịch về lỗ bịch. Nhưng mà cái người Việt Nam mình rất đặt nặng cái vấn đề khi ăn. Đi ăn Tết với nhau. Đặc biệt hy vọng rằng các gia đình Việt Nam trong cái mùa này là trở gia đình trở về với nhau phải coi trọng như này. Dạ vâng. Đấy, là khi mà gia đình quy tụ như vậy thì mình cẩn thận
vợ chồng đối với nhau, ăn uống mình chăm sóc cho nhau. Công đoàn anh em vậy à cha. Con cảm ơn cha vì cha đang cha lo cho anh em. Là luôn luôn cha quay sứ thì hễ có đồ gì ngon cho chuyển về cho anh em. Thì con thấy cái điều đó rất tốt. Đó, nhưng mà bởi vì cái chính ấy, là khi mình về người ta bảo rằng ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Tuy nhiên cái ăn đó mình có thể xây dựng tình nghĩa rất đậm đà cha. Bởi vì cha ông mình, người Việt Nam mình nói rõ ràng như vậy, có thực mới vững đậm đà. Đó, mình không chăm sóc cho nhau, mình không để ý vấn đề ăn uống thì mình phải coi chừng. Đó, vì vậy chi để trong cái vấn đề mà ăn mặc đó thì người ta bảo rằng phải để ý đến lễ nghi. Đấy, người Việt là nghe bảo khi ăn uống vậy, người ta bảo khi vừa ngồi bữa ăn thì làm sao, thì người ta bảo rằng ăn trong nồi ngồi trong hương. Cho thấy không, người ta rất là cẩn thận để biết rằng ai nấu cơm cho mình ăn. Rồi trong cái gia đình của mình có những ai. Chứ không có kỳ này mà những người gia đình, nhất là cái kỳ pandemic đâu có được về gặp nhau đâu. Nhưng mà con cái về cứ nghĩ là cứ mỗi lần về với gia đình là chỉ có ăn để có vui thôi. Không có. Ngày Tết về với gia đình để nhắc lại, nhìn lại cái người kia là bố mẹ của mình. Như cái người kia là như cha với con là người cùng sinh hoạt, được Thiên Chúa gửi vào cùng một cộng đoàn, cùng một gia đình thiêng liêng là gia đình đan minh của tôi xá đây. Thì những cái ngày đó, những cái giờ phút đó, mình nhìn là nhìn cái đó. Và nếu mà nhìn cái đó thì vẫn nhìn theo gọi là cái lệ luật. Nhưng mà như cha nói, nãy cha nói rất hay đó, là khi mà mình nhìn nhau như vậy, mình nhìn thấy cả một quá khứ như là trong năm vừa rồi, thì cha với con chia sẻ với nhau. Rồi thì nhờ cha mà con học hỏi được nhiều, rồi buộc con phải học. Thì nhiều khi nếu đúng ra thì khi mình nhìn lại như vậy mà, thì cái khi mà con gặp cha thì nó có cái tâm tình để được nuôi dưỡng cả một cái cảm tình nguyên năng. Mình muốn giữ gìn cái đó. Nhưng quan trọng hơn, mình không muốn, như cha nói, không muốn ôm quá khứ. Một là mình có cái quá khứ như vậy, mình dùng giống như là cái nền để mà mình bước qua năm mới một cách tin tưởng. Đặc biệt hơn nữa, như những con người có đạo thì chúng ta nhìn để mà thấy rằng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Chúng ta dám bước vào năm mới một cách rất là tốt đẹp và tự tin thôi cha. Cảm ơn cha rất là nhiều. Vâng, như chúng ta đã biết là sau khi nhận biết tích rửa tội rồi thì mỗi người Kitô hữu đó, hồi xưa người ta là dự tòng, bây giờ người ta là tân tòng. Và khi tân tòng thì chúng ta lại có được tham dự vào cái bàn tiệc. Cha mới nói về cái cách ăn uống của chúng ta, bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể. Thành ra là hồi xưa họ chưa là người Công giáo, họ chưa là người Kitô hữu thì chưa có Chúa Kitô, nên đến với thánh lễ rất bình thường. Nhưng mà sau khi đã trở nên một cái người tân tòng, người Kitô hữu mới rồi đó, thì họ sẽ bắt đầu bước vào bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể. Để có được bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể, chúng ta phải chuẩn bị một cách rất là đàng hoàng khi chúng ta tham dự vào đó, để chúng ta lắng nghe lời Chúa, để lời Chúa là ngọn đèn sao cho chúng ta bước, chúng ta rước mình thánh Chúa để cho là trở nên lương thực nuôi trong cuộc sống, cuộc đời của chúng ta. Nên một lần nữa, rửa tội nó liên quan đến rất là đời thường của chúng ta. Không có chạy đâu được. Nhưng mà đi vẫn nghĩ ngày Tết đó, thưa cha, ngoài việc chúng ta thì có thấy là hạn như là khi mà người được rửa tội đó là được nào là trao áo trắng nè, rồi nào là trao gọi là nến xém nè, rồi được sức dầu vân vân. Thì con nghĩ trong những ngày Tết người ta cũng trao nhau nhiều thứ lắm, chẳng hạn như người ta Tết tư nhau, rồi ngay cả lì xì nữa cha. Thấy em có cái mà đúng rồi, cái Tết là cái hay cha. Dạ vâng. Nhưng mà cái chính là người ta mừng tuổi. Vâng hả cha. Con nói lì xì bố con bảo chứ lì xì là tiếng Tàu rồi. Lì xì tiếng Tàu rồi cha. Còn nếu mà bảo là tiếng Việt á thì cũng không nên xài luôn. Dạ, là bởi vì lì xì nếu mà cha tán cái chữ ra đó là phải là chỉ lì lắm người ta mới xì được. Có vẻ là ép buộc quá. Bây giờ nó lì mà nó lì mà xì được rồi. Cấp trên đó là con cảm ơn cha. Gọi là cái này gọi là người ta gọi mừng tuổi. Mừng tuổi người cha. Mừng tuổi thì đối với người nhỏ, người nhỏ muốn mừng tuổi người lớn thì chúng ta mang quà, mang lễ tới để mà biếu người lớn. Tặng quà lúc nào cũng được. Nhưng mà đầu xuân thì chúng ta mang quà tới Tết. Tức là chúng ta người cấp dưới
em mừng tuổi anh, con cái mừng tuổi cha mẹ bằng cái quà. Do đó thì năm nay con nghĩ trong các gia đình Công giáo thuộc giáo xứ của cha, cha ra lệnh rằng con cái mà không đến tết cha mẹ để mừng tuổi cha mẹ thì có vấn đề. Dạ vâng, đúng rồi, cảm ơn cha rất là nhiều. Con cái không được quyền lì xì cha mẹ nhé. Tại vì lì xì chỉ dành cho giống như người cái phong tục của phong tục người Tàu thôi. Trên lì xì cho dưới. Nhưng mà mừng tuổi thì chúng ta mừng tuổi cha mẹ của chúng ta. Nên mừng tuổi cha mẹ bằng cái tết cha mẹ. Tết cha mẹ đàng hoàng cẩn thận nhé. Phải có nhưng rồi cha mẹ cũng phải mừng tuổi con. Phải cha mẹ lại mừng tuổi con. Anh em mừng tuổi nhau. Cha nói vậy mới nhớ là khi anh em chúng ta thấy chữ mừng tuổi. Thường thường chúng ta hay mừng tuổi nhau vào những dịp sinh nhật, nhưng đó chỉ là cá nhân thôi, đúng không thưa chị? Đúng rồi, khi mà mình bây giờ birthday theo kiểu Tây rồi. Dạ vâng. Cười người Việt Nam mình á, là mình sống không phải là cuộc đời của mình, có thời gian của mình. Dạ vâng. Nhưng mà cái ngày Tết là chúng ta sống với cái thời gian của vũ trụ. Vũ trụ. Là cái xoay vần của vũ trụ. Dạ vâng. Là do đó thì vào ngày mùng 1 Tết, mọi người đều cùng nhau hăm hở bước vào năm mới. Vâng. Vậy thì chúng ta mừng Tết là chúng ta có sinh nhật, ngày sinh nhật chúng ta là bởi vì con người Việt Nam của chúng ta là hòa với thời gian của vũ trụ. Cái văn hóa của mình nó hay hơn chả. Vâng. Nó đặt nặng cái vấn đề ngày Tết. Đúng rồi. Do đó thì là ngay cả những người lớn hay là gia đình mừng tuổi con cái tất cả mọi đứa theo ý nghĩa đó. Đúng rồi. Là chúng ta bước vào cái thời gian mới. Đó, để mà chúng ta làm mới lại cuộc sống, không phải chỉ từng người mà cả gia đình, cả làng xóm, cả vũ trụ luôn. Đúng rồi, tại vì cũng đúng thôi, tại vì mùa đông đã tàn phai, mùa xuân đã đến rồi, thì Tết là rơi vào mùa xuân, chứ không phải rơi Tết, không có Tết nào rơi vào mùa đông hết á. Trừ trường hợp năm ngoái, không biết sao mà báo tuyết đất ập đến đây. Lạnh quá trời. Khủng khiếp luôn, mà khủng điện lắm. Nhưng mà thường thường đấy, nhưng mà cái đấy là trường hợp mà 100 năm đất thôi là nó bất thường thôi, chứ còn cứ thường thường là xuân đến chúng ta mừng năm mới và mừng tuổi mẹ, mừng tuổi cha, mừng tuổi nhau. Nói về mừng tuổi mẹ cũng tạ ơn Chúa lắm cha. Giáo sư Đức Mẹ Làm Vàng của chúng con kỳ vừa qua chúng con mới gửi thơ về gia đình có được hơn một tuần thôi, mà cái cuối tuần vừa rồi họ cũng mừng tuổi mẹ sớm, họ mừng người mẹ sớm luôn nhé. Chúng con cũng đã được 8.535 đồng rồi. Đấy, thành ra là chúng ta thấy rằng mà người ta nói đó thưa cha, là khi chúng ta mừng tuổi cho cha mẹ của chúng ta thì qua cái việc chúng ta biết cho đi như vậy đó, thì Thánh Phaolô là cho thì có phúc hơn nhận. Là tại vì sao vậy? Tại sau đó chúng ta sẽ nhận được gấp trăm gấp ngàn lần cái số mà chúng ta mừng tuổi. Vâng, con nghĩ cái đó là đúng chứ ạ. Thì con cái đến là mình sống cái tình của mình đối với cha với mẹ. Dạ vâng. Mình tạ ơn Chúa và tạ ơn bố mẹ, có nghĩa là chúng ta tạ ơn trời. Vâng. Còn riêng về Đức Mẹ mà con thấy cái tập tục cho ra mừng tuổi mẹ hay đấy. Vâng. Là bởi vì chúng ta xác định là mẹ cũng hòa nhập vào cái nhịp sống mẹ của có chúng ta. Nhiệm nhiệm trong cuộc đời của đấy, chúng ta. Mẹ hòa mình với nhịp sống của vũ trụ. Vâng. Mẹ cùng ăn Tết với chúng ta. Vâng. Do đó chúng ta mừng tuổi mẹ rất hợp lý. Vâng. Chứ không phải khi nào mà bệnh tật mới nhớ mẹ hay là nhưng mà ngay cả từng cái bước ngoặt trong cuộc đời của chúng ta. Đúng. Bước qua một năm mới cũng là một bước ngoặt, kính thưa quý cụ, kính bảo anh chị em, đúng không thưa cha? Dạ. Cha nhớ là cái ngày Tết là cha nhớ đến con để mà con mừng tuổi cha nha. Con sẽ mừng tuổi cha. Vâng, chúng ta cần mừng tuổi nhau, kính thưa quý cụ, kính bảo anh chị em. Cho có lẽ để cho cái một chút xíu không khí thay đổi, xin mọi người chúng ta cùng trở về với linh mục nhạc sĩ Duy Thiên với Yêu Thương Cho Người, một bài thánh ca để chúng ta hiểu được ý nghĩa đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống, lối Ngài xưa con chưa tới một lần, biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu
trong ánh sáng niềm tin. Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài? Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài? Trong yêu thương hay trong thù hận? Trong tim anh hay trong lòng tôi? Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu rạng ngời. Cõi trần gian say sưa còn miệt mài, Ngài ở đâu sao con thấy quạnh hiu? Ngài ở đâu cho con chút tình thương? Ngài ở đây cho thăm sâu tâm hồn, Ngài ở đây cho tha nhân bạn bè. Trong anh em hay trong mọi người, đem yêu thương đến trong hồn ta. Vâng, một chút xíu với yêu thương cho người của Linh Mục Duy Thiên. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, chúng ta đang theo dõi chương trình Phục vụ Thánh với Biết Đến Nửa Tội, liên quan đến những ngày Tết Tư, qua việc chúng ta mặc áo mới, qua việc chúng ta không phải là lý diện mừng tuổi nhau để mà chúng ta cũng thấy rằng Chúa cho chúng ta một cái một năm mới, Chúa cho chúng ta một cái Tết Xuân mới để chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và nhắc nhở rằng có mẹ Maria, thánh cả Giuse, có Thiên Chúa và có gia đình của chúng ta, những người xung quanh chúng ta liên quan với nhau hết tất cả mọi sự. Thành ra là những ngày Tết phải nói là những ngày vô cùng ý nghĩa, kính thưa quý vị và bạn chị. Thì ra với cái bài hát cứ cái câu là Ngài ở đâu cho con để gặp Ngài. Dạ vâng. Đó thì con thấy rằng mà đi tìm Ngài, tìm ở đâu? Thưa cha, con nghĩ rằng với những cái gì mà chúng ta chia sẻ đây là chúng ta phải thấy Thiên Chúa đồng hành với chúng ta từng nét trong cuộc sống. Yeah. Đấy, như chúng ta đã bàn trong những ngày vừa qua thì con thấy cái, con nhớ lại cái câu thơ nó nói rằng ngày Tết ấy, yeah, thì thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh trứng xanh. Đấy, có chữ cây nêu. Cây nêu đó nhiều người chưa hiểu là cái gì, thưa cha. À, chúng con hiểu cái cây nêu tại vì đúng rồi, mình bàn nhiều rồi. Con nói về cây nêu nhưng mà có nhiều ý nghĩa lắm, thưa cha. Thưa cha, kỳ vừa rồi đó là cha thứ hai vừa rồi, cha Quang nói về sự tích cây nêu. Vâng. Thì Ngài thay vì, Ngài kể chuyện bảo là, bởi vì nói được cái nghĩa rất là hay, đó là củi đó là nó tràn ngập vũ trụ này. Vâng. Và thường thường nó ma giáo lắm. Dạ. Đó, Ngài bảo rằng nó chiếm hết đất, xong nó cho người thuê. Người thuê thì đất ta đất nông nghiệp nghiệp mà. Dạ vâng. Do đó thì nó bảo chứ tôi mày làm gì thì làm, nhưng mà tao ăn phần ngọn. Vâng. Mày ăn phần gốc. Đốc. Ông nội tại tôi lúa thì nó chơi hết. Dạ vâng. Đấy, thì vì vậy chứ cái ông Phật đã, okay, ông tiên thì đúng. Nhưng mà Ngài nói ông tiên là trên thực tế cái câu chuyện chính viện cổ tích Việt Nam đó là ông Phật. Xin cho ý kiến. Ông Phật bảo chứ nếu nó chơi cái đó thì lần sau các cậu trồng khoai. Dạ vâng. À, trồng khoai thì nó ăn ngon hả? Cho ăn cái phần trên lên. Ở dưới bao nhiêu củ cụ chơi hết. Dạ vâng. À, quỷ thua năm đó. Vâng. Năm đó nó lại bảo cái nếu mà như vậy thì tao sẽ ăn củ. Dạ vâng. Mà chúng mày ăn ngon, ăn ngon thì làm sao quân ta lại trở về trồng lúa. Ăn ngọt, ăn ra đi. Nhưng mà rồi sau đó đó thì nó bảo chứ làm như tao biết, tao là chủ đất, tao cho mày thuê thì tao ăn cả ngọt, cả củ, cả gốc. Ở dưới mày muốn làm gì mày làm. À, thì lúc ấy ông Phật đã bảo là nếu vậy thì các cậu trồng ngô đi, trồng bắp. À, là mày ăn ngọt đi. Đúng rồi. Mày cái gốc đấy bao nhiêu cái quả bắp ta chơi hết. Dạ vâng. Đấy,
rồi về sau rồi nó chỉ bực mình quá, nó đuổi nó cho người thuê đó. Nhưng mà nếu như vậy thì người chết à, bởi vì đất thuê mà. Vâng. Đó, thì ông Phật ông mới bảo chứ thôi thì bây giờ mày cũng phải thương đấy chứ, mày đất mày chiếm hết rồi thì bây giờ làm sao. Và thôi vậy thì bây giờ ta đề nghị ta xin nó một miếng đất nhỏ thôi, tội nghiệp với loài người. Thôi bây giờ ta cắm cái cây này lên này. Rồi ta lấy cái áo xe cà sa của tao là ta treo lên. Hễ mà cái bóng nó phủ tới đâu thì mày cho miếng đất đó. Nó bảo chuyện nhỏ, cắm sao lên, ký sao hoa thì mày được một độ một miếng đất nhỏ đấy bao nhiêu đâu. Ai ngờ ra ông Phật ông ấy có thần thông, có phép. Khi mà ông ấy làm cây nêu lên, ông kêu cái áo lên, ui giời, bóng tối nó phủ cả trái đất. Là quỷ bị mất hết, hay chi phải đi xuống biển gọi là biển Đông đó, là ở đấy thì là rồi khi chạy ra biển như vậy là, nhưng mà đến cái mùa xuân đấy thì nó lại nhớ đất quá, nó lại tràn vào. Thì người ta trồng cây nêu để nhắc nhở không được, cái đất này không được. Nhưng mà con nghĩ là có nhiều người bảo rằng cái đó đó là ảnh hưởng của nhà Phật về sau rồi. Bởi vì ngay trước cái thời nào cho cái việc mà trồng cây nêu đây đó, nó là cái phong tục của người Việt đã có từ cổ thờ trước khi đạo Phật vào Việt Nam là vậy hả cha? Đấy, cái này con cần phải biết, tại có một người mới nói con là trong nhà thờ không được có cây nêu, con bảo thế ngoài nhà thờ có được không? Ngoài nhà thờ cũng không được luôn. Vậy đấy, là bởi vì nếu mà theo cái nhà Phật thì có thể là bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà mình nhìn như là cái văn hóa Việt Nam thì chơi thoải mái. Đúng không? Đúng. Thì như vậy thì bây giờ nếu mà nói về cái vấn đề mà Việt Nam thì làm sao? Thì người ta bảo rằng là bây giờ đó, thực tế là bây giờ đó, Việt Nam, cái xã hội Việt Nam về sau này bị ảnh hưởng cái nhà Phật, gọi là cái đạo Phật rất là nhiều. Do đó thì nó có cái phần gọi là tin Phật là hay cây nêu lên, đấy là đất nhà Phật. Đúng rồi. Đó. Do đó thì nếu mà ta mà theo như vậy thì cái đó là không nên chút nào. Bởi vì mình là đạo Công giáo. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Nhưng mà nếu mà ta theo cái kiểu đầu tiên, ý nghĩa đầu tiên của cây nêu thì đó là việc đầu tiên liên quan, sự sống liên quan tới cha bảo ánh sáng. Đúng đấy, rồi, ánh sáng. Là bởi vì khi mà ngày Tết đấy, mà như lần trước mình nói đó, là cái Tết này không phải mình theo tàu, vâng, cái tàu Khổng Tử là trước cái 70, trước cái công nguyên, đúng không? Đúng rồi. Là cái việc mà Phật vào Việt Nam để mãi đến là năm 900 bao nhiêu mới bắt đầu vào. Vâng. Đấy, cho nên chi này thì nếu mà như vậy thì dân Việt tôi đã ăn Tết trước rồi. Lâu rồi. Mà khi ăn Tết như vậy thì chúng ta là theo đạo ông bà chứ không phải theo đạo ông Phật nhá. Đúng rồi. Theo đạo ông bà thì việc đầu tiên chúng tôi ăn Tết là chúng tôi mời ông bà về. Đúng rồi. Làm sao ông bà biết đường về nhà? Thì chúng tôi trồng một cái cây, chúng tôi treo đèn trên đó. Dạ vâng. Để cho ông bà biết đường về ăn Tết với con cháu. Vâng. Nếu cái đó ta hay. Dạ, là ổn. Dạ vâng. Nếu mà cha trồng cây nêu mà cha nhắc nhở mọi người hướng về tổ tiên cầu nguyện. Vâng. Thì được lắm. Đúng. Thì ngày ăn Tết chúng ta có ngày cầu nguyện cho bà tổ tiên mà. Đúng. Tại rồi. Sao không làm nữa? Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà quan trọng hơn đó là cây nêu đó, cái ý nghĩa đầu tiên của cái người Việt mình đó là người ta gọi là cái cây vũ trụ, thưa cha. Ồ, cây vũ trụ. Là cây vũ trụ có nghĩa là gì? Là khi cắm cây nêu lên thì người Việt chúng ta nhắc nhở là con người đầu đội trời, chân đạp đất. Như vậy cái nêu đó là không phải chỉ có đội trời không, nó vươn lên trời. Vâng. Như vậy thì cái ý nghĩa cây nêu gọi là cây vũ trụ, bởi vì nó mang ý nghĩa nó nối liền trời với đất. Vâng. Ngày Tết đó, là chúng ta hưởng cái khí mà khí trời của ngày Tết, là chúng ta nên nhớ rằng chúng ta được nối với trời. Dạ vâng. Đặc biệt khi chúng ta chịu phép rửa tội. Dạ. Thì chúng ta phải có dịp nhắc nhở là chúng ta luôn luôn được nối với trời qua ơn bí tích rửa tội. Thì cái đó được, không có sao. Cảm ơn cha rất là nhiều. Hóa ra là chúng ta thấy rằng một lần nữa, việc ăn Tết không phải là chúng ta học bởi tàu, nhưng mà chúng ta đã có ông bà ta dạy chúng ta rất là nhiều, trước đó lâu lắm rồi. Rồi về thứ hai, chúng ta cái cây nêu chúng ta được quyền cắm như cha nói, đó là chúng ta có một cái dấu chỉ cho ông bà ta về để biết chúng ta đang ở đây, để đến ăn Tết với chúng ta, không có lộn nhà khác.
hoặc là thứ nhất là cái cây vũ trụ nó nối trời và đất. Mà con thấy còn một cái đẹp nữa là khi cha nói cái cây dựng dựng nên, con nhớ ở trong cựu ước có vụ vũ rắn cắn đấy, cũng một cái cây được dựng nên để treo rắn độc đó, ai nhìn vào đó được ơn chữa lành, rồi Chúa Giêsu sẽ được treo lên, rồi tất cả những ai nhìn vào đó được ơn cứu độ. Cái mà quan trọng khi chúng ta nhìn như vậy, dạ vâng, thì chúng ta nhìn thấy cái tình yêu thương chữa lành của Thiên Chúa. Vâng. Đấy là cái chúng ta cần. Đúng. Mà nếu chúng là cái con người như vậy, dạ vâng, nên là cái văn hóa Việt Nam còn nghĩ là hay hơn tất cả các cái văn hóa khác. Dạ vâng. Là khi cắm như vậy, người ta đặt nặng cái vấn đề nối trời với đất. Dạ vâng. Cái đó quan trọng lắm. Vâng. Nhưng mà không cần, rồi về sau có cái tôn giáo. Dạ vâng. Chẳng hạn như cha nhớ bên cha ở bên Canada, cha biết không? Nó cũng có những cây đấy. Dạ vâng. Đối thật biết là cây gì có thể so sánh với cây nêu được đấy. Bên Canada hả? Canada đấy. Thôi cha nói luôn đi. Cái người thổ dân người ta có cây tô tân, cha nhớ không? Ồ. Nhớ cái cây gỗ đó. Dạ. Đấy lên nó khắc hình những cái phần của họ trên đấy, cái vườn đấy. Người ta cái đó, những cái khuôn mặt đó, khuôn mặt tổ tiên của họ. Nó gọi là totem pole đấy, ta nhớ không? Còn nhớ, cái nhớ là Stanley Park đấy. Stanley Park đấy, cái đó nó thuộc về đó. Là những cái dân tộc đó thì nó chưa hướng tới trời hẳn. Dạ, nhưng mà nó chơi tới cái tổ tiên, tổ để mà tổ bò thôi. Vâng. Hay thì họ có những cây totem để mà nhắc nhở cái đó. Dạ, vâng. Đó. Và khi mà đến cái 10 ngày Tết của họ đó, họ sửa sang cái khu đó rất đẹp. Dạ, vâng. Và người Việt của mình đó, là cây nêu là để nói về vấn đề hai cái sự đó. Dạ, cái sự thứ nhất mời ông bà về. Dạ, vâng. Đấy, là ngang với cây totem. Vâng. Nhưng mà quan trọng hơn, nó trở thành cây vũ trụ. Vâng. Để nhớ rằng chúng ta là thuộc về trời. Dạ, vâng. Do đó người Kỳ Tư Hiếu con nghĩ nếu mà muốn dùng cây nêu, mà đừng có bị, trên cây nêu nó có nhiều người bậy lắm. Họ bắt phải treo treo cùi cái cung này. Dạ. Rồi treo những cái cung tên nó về. Dạ, vâng. Chỉa về miền phía đông để mà bắn quỷ bắn chết, thì cái đó là bị sai lạc, gọi là dùng những ý niệm về sau này rồi. Dạ, vâng. Đấy, nhưng mà còn đáng lý là chỉ là cái cây trên đó có đẹp. Vâng. Đấy, và ngay cái ngày xưa đó, bây giờ người ta dùng cái khánh. Dạ, vâng. Để mà nhắc nhở cái sự chúc lành của nhà Phật. Dạ, vâng. Nhưng mà ngày xưa đó là treo cái cây như vậy thì người ta treo những cái lục lạc. Dạ, vâng. Treo những cái mà bây giờ nó hay kêu, những cái sáo mà người tre đó. Vâng. Để làm gì? Để cho bầu không khí nó vui vẻ lên. Vâng. Con người thân khởi mà ăn. Vâng. Tết. Con nghĩ nếu làm vậy được thì chẳng. Vâng, cảm ơn cha rất nhiều. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, rất tiếc còn nhiều những cái chuyện mà cha nghĩ phải truyền bày cho chúng ta ngày hôm nay trên bánh ngày Tết, nhưng mà không sao, chúng ta không phải ngày, chúng ta chưa kết thúc bài viết tức rửa tội được, thành ra là ngày hôm nay chúng ta thời lượng đã hết. Kính thưa cha bề trên, chúng con phải tạm dừng nơi đây. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn cha bề trên, cảm ơn tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em đến với chương trình Phục vụ Thánh, để cho chúng con có dịp để đi qua tất cả những cái việc liên quan đến tức rửa tội và liên quan đến đời sống đời thường của chúng ta, nó dưới cái góc cạnh đời thường của chúng ta. Chắc đến gần ngày Tết rồi, cha có đôi lời chúc Tết đến. Vâng ạ, thưa cha, thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, như là anh em chúng con ở đây, còn hết lòng cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã theo dõi cái chương trình này. Nhờ quý cụ, quý ông bà và anh chị em mà chúng con có cái niềm vui để mà học hỏi và chia sẻ với quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Trong cái tâm tình chúng con rất biết ơn tất cả mọi người, thì chúng con cũng theo phong tục của mình, của người mình, là chúng con xin mừng tuổi tất cả mọi người. Thì chớ gì, chúng con đối với chúng con là những linh mục Đa Minh, thì trái lời mừng tuổi của chúng con cũng gồm gói rất là nhiều lời cầu nguyện của chúng con cho những ngày tháng sắp tới. Xin Chúa là Chúa Xuân mang cho, lại cho quý cụ, quý ông bà và anh chị em sức khỏe, nhiều niềm vui, và theo cái thói tục là rất may mắn trong cuộc sống ạ. Chúng con xin chúc mừng năm mới ạ. Cảm ơn cha rất là nhiều. Có lẽ nhiều ông bà và anh chị em đang theo dõi chương trình này, nguyên tu sĩ nam nữ và linh mục cũng muốn gửi đến cha là một lời chúc, chúng con xin kính chúc cha một năm mới được an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và muôn ơn lành của Chúa, cũng như là một năm mới rất là may lành để cha có thêm nhiều ơn khôn ngoan, đạo đức thánh thiện và cần mẫn để cha tiếp tục có những cái chương trình rất là hay để đến với tất cả quý cụ và bạn chị con. Chúng con kính chúc mừng năm mới cha. Vâng, chúng con cũng xin chúc mừng năm mới cha. Cảm ơn cha, cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em.